Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món cua rang tỏi. Và đây là bốn con cua của mình mua về. Thì bốn con cua này nó khoảng 1 kg, nó 1 kg 2. Đây. 1 kg 2 thì sau khi mà con cua mình toàn bộ là còn sống. Đây các bạn nên thấy là độ tươi của con cua này nó còn sống. Thì các bạn mới đầu các bạn dùng dao. Các bạn đâm vô cái phần yếm nè, phần yếm cuối cùng nè, là từ con mắt nè xuống đây phần yếm, đó các bạn đâm. Các bạn đâm cũng vừa vừa thôi. Là tự nhiên là nó lật ngang hết trơn à. Đây. Rồi sau đó sau khi mà mình đâm thì khoảng 2-3 phút. 2-3 phút thì ba con này là rụng nụ rồi. Còn một con này nó bự nhất trong nhóm thì nó còn khỏe. Nó vẫn còn đá lông nheo mắt. Đây. Tay chân thì bại sụi rồi. Đây. Đây là bốn con. Đây, các bạn thấy không? Vẫn còn khá là khỏe. Khi mà các bạn đâm dựa thôi. Nó có hai cách. Nó có hai cách mà để coi như là cho con cua nó chết nhưng mà không có bị ảnh hưởng đến que càng. Ủa, chết mẹ gãy hết càng rồi. Nên là một là các bạn đâm ngay mắt của nó. Các bạn gạch qua hai bên. Nghĩa là đâm thẳng vô mắt. Gạch qua hai bên thì cũng chết. Cách thứ hai là cách như mình làm thì các bạn đâm vô yếm. Cái yếm mà từ con mắt nè, từ cái càng này xuống cái này nè. Đó. Thì nó cũng chết, cách nào thì nó cũng chết. Mục đích của nó là cho nó bớt cái sự gãy nè, để khi mà mình hấp mình rang thì nó cũng không có bị rớt càng rớt tua và con cua nó vẫn còn nguyên vẹn nhất. Đây. Sau khi phần cua lên trên nó chết thì các bạn dùng một cái bàn chải hay các bạn chà để các bạn rửa sạch cái những cái chất cặn nó đóng trên mình con cua. Thì con cua hiện thường thì nó sống ở dưới tầng đáy của sông. Thường thì nó sống với những tầng đáy của sông hoặc là biển các bạn. Thường này là cua biển thì nó sống với tầng đáy của biển nha. Thì nó hơi dơ á. Với lại thường nó ăn là những cái chất cặn của những con sinh vật khác nó thải ra. Còn phải ăn những cái con mà ở dưới tầng đáy thì nói chung là nó không sạch lắm. Thì các bạn chà. Cua sống lâu năm thì chắc chắn là nó sẽ bị rong rêu nó bám. Thì các bạn dùng bằng chải hay là bạn dùng gì cũng được. Bằng chà nếu mà một số các bạn nó có cái dầu xịt áp suất á. Các bạn xịt cũng được. Nhưng mà sạch ve thì chắc hơi đau con cua. Mình lấy bằng chải bằng chà đây mà. Đó, các bạn có thấy bằng chà cho sạch ha. Tao bẻ ra. Tao quay ra. Làm đi. Nặng mày. Cái gì? Nặng. Ừ. Đây để tao. Đó, các bạn dùng một tay bằng tách ra nha. Một phần nhìn dưới phần trên. Ồ, cua gạch ha. Phải không? Gạch không? Hay là gì? Sáng mua mày hỏi chuyện mày. Đó các bạn có thể thấy phần gạch không? Đây, phần gạch này nó cũng đóng chút xíu nè. Đây. Cái này là mình bỏ gì mày? Ai biết. Một chút nữa các bạn cứ nhìn theo ha. Bỏ này bỏ những phần rìa. Những phần rìa con cua. Cũng hơi đau ha, hơi đau tay chút xíu ha. Chà tiếp. Chúng mày công cuộc chà. Các bạn rửa sạch phần trong luôn. Cua đang la đào rồi. Mà tiếp tục mà chà hai bên ha. Chặt mà ha. Chặt đi. Cái này nó cứng dữ lắm. Dao là nhiều lắm. Rồi xong. Rồi. Mất tiêu cái càng luôn. Hết bài. Lấm lên. Văn nhẹ. Dao khá là bén. Các bạn lật ngược cái bề sống của con dao lên, các bạn dần cho nó mềm lên. Đấy quá. Cua chắc quá. Cua chắc. Cua này có thể là nó tập kim hay tập tả nè. Tiếp theo thì các bạn làm như phần kia mình kéo lại luôn, chặt. Rất nhẹ. Quá lực. Cái này các bạn chặt cho nó gọn á bạn, nhưng mà các bạn bẻ thì nhiều khi hơi lâu á. Đó. Các bạn lật ngược để sắp nên các bạn tiếp tục làm trang cái phần kia. Đó.
Cái này mà lấy chài nó tiêu được không mày? Được. Bạn dần. Tiếp theo cái này mình chặt nữa ha. Đây. Và ấn xuống. Làm mấy này dao phải bén nha các bạn. Dao phải bén, chặt ra. Các bạn thấy phần gạch nó màu vàng không? Nhìn rất là quyến rũ hấp dẫn nha. Sau thời gian gần 10 phút vật lộn với 4 mé cua thì mình đã tách xong. Đây. Các bạn có thể thấy là mình chặt ra phần nửa nha, cái phần thân, cái phần mình mình chặt ra phần nửa. Thì các bạn thấy gạch không? Gạch rất nhiều các bạn. Đây là phần gạch. Đó, mình chặt phần nửa ra. Cái mai thì khi mà các bạn tách ra thì các bạn cứ để như vậy đi, rồi chân cẳng rồi que càng thì các bạn cứ chặt ra hết, để riêng vậy nè. Đó, các bạn từng khúc vậy nè. Mình để ra. Tiếp theo thì tới phần tỏi, các bạn tách tỏi ra ha, còn đập tỏi trước. Ăn tỏi đi. Đó, các bạn đập tỏi ha, đây, đập tỏi. Tách lớp vỏ bên ngoài ra. Đây này, tao thấy có mấy cái clip trên ở nước ngoài á. Chơi tỏi nó dục nguyên vỏ luôn mày. Kỳ vậy? Để nguyên tép vậy nè. Vậy nó có mùi không? Ai biết. Vậy đâu có mùi. Mày hỏi nó. Cái nào cái phong cách nước ngoài là vậy không? Đợi. Tại đồ nó sạch mày, còn đồ mình thuốc không à, phải bỏ vỏ vào. Phải bỏ vỏ đúng rồi. Ủa nếu mà không bỏ vỏ lúc mà rang thì nó đâu có mùi ta. Ai biết. Đúng rồi, bỏ rang. Cái nào mà thử đi, cái nào mà thử đi. Ừ, bữa tao thấy mấy clip mà nó nấu với thiên nhiên mà. Dục luôn à, nấu ngoài thiên nhiên hả? Ừ. Nấu ngoài thiên nhiên nhìn thấy nó không có bếp mà nó không biết làm. Có bếp luôn mà. Đó, các bạn cứ thế các bạn đập hết như đây. Như đây là khoảng 2 trái hay 3 trái quên rồi mày. Không có, nãy là mấy? 2 củ. 2 củ không? À. Sau khi ấy các bạn sắc ra ha, sắc cho nó nhuyễn ra. Cho thêm ớt vào. Cái cũng đâu có né khỏi số phận á. Mà cho miếng dầu vào ha. Được. Cần đặt đi không? Hả? Cần đặt đi không? Đâu. Này sao tốt vậy? Ủa nãy nói cái đó là vừa này cái bột hả? À, bột. Bột chiên giòn. Trộn vô. Đây mình trộn mấy con nghe trước ha. Sau khi lăn bột đều chúng ta cho vào chảo ha. Này chắc bóc tay quá. Sao vậy? Chín bột lên. Ok, chơi luôn. Chơi đi, chơi đi. Cho sạch sẽ rồi. Tay nó ấy quá.
Cái này là mình chiên sơ các bạn, chiên sơ ha. Chín luôn sơ vậy. Ủa rồi tỏi đâu? Chút. Chút nữa ha. À. Sôi liền ha, thứ sáu cũng sôi gì sôi dữ à. Từ từ nó cái gì nó từ từ. Cái này nó giá thì có lý mà. Đâu có còn chút còn xào sơ nữa mà. Cái này là sau khi mình xào cho nó săn lại ha. Mình cho nó dính bột hết. Chín mày. Chín đúng không? Ủa cái này mình gọi là cái sạn hết hay cái gì? Đây cái lưỡi gì quên mẹ gì không? Cái lưỡi hả? Cái lưỡi. Dạ. Đó một ra. Cái này có cái chảo lớn làm mới đã. Đúng rồi. Chơi với phong cách nhà hàng là mình đã chơi ngập hết luôn á. Chảo nó bằng gan nữa. Cái dĩa nhiều hơi nhỏ ha. Hơi nhỏ. Ừ. Xíu lấy khăn giấy thấm mày. Chưa mày, từ từ đi. Ừ. Cái là ông đó, ta cho thêm một miếng dầu, ta cho tỏi với ớt vào ha. Tỏi. Cho tỏi vào trước ha, phi tỏi trước ha. Rồi sau khi nó đã phi vàng chúng ta múc lại dĩa ha. Hình như hơi nồng hơi cay chứ mày. Ừ. Ừ. Mày có gắn cái nhớ mẹ không? Có. Cái này tỏi thôi mà nó cũng căng quá đâu. Má tao nhớ má tao quá mày. Má ơi. Ừ đúng rồi quên. Đủ có đứng đường mà mày. Gió thổi bay lưng bay. Vớt tỏi ra chúng ta cho ớt vào. Phi ớt nữa không mày? À, cho lên mùi mày, cho thơm mày. Dầm không hay là để vậy luôn? Để vậy. Cho chút xíu muối vô, khoảng nửa muỗng cà phê muối nha các bạn. Nửa muỗng một nêm. Khoảng một muỗng một nêm. Nửa muỗng. Nửa muỗng một nêm rồi. Một tư bột ngọt. Rồi, một chút xíu bột ngọt. Một phần tư muỗng cà phê bột ngọt thôi. Và đặc biệt, mấy muỗng được? Hai muỗng đường các bạn, đây hai muỗng đường cho vô cái chảo. Tiếp sau đó các bạn dùng cái sạn các bạn đảo đều ha, đảo đều cái hỗn hợp nãy mình vừa cho vào.
ta cho một miếng nước lọc vào ha, cho nó lỏng ra mày. Rồi miếng lọc vào đó, nó sôi lên rồi các bạn. Tiếp theo chúng ta cho phần cua vào, quá hấp dẫn. Bạn đảo đều ha, tiếp theo đó chúng ta cho phần tỏi lên đã phi hồi nãy, chúng ta cho vào luôn. Đây, khoác áo mới cho các em cua này. Các bạn dùng sạn các bạn chở đều ha. Quá thơm. Cái này cái mùi thơm mà nó dậy nhất là chắc mùi tỏi quá. Hơi cay ha. Mình đảo vậy thì bao lâu là dùng được mày? Là xong? Khoảng 3 phút nữa. 3 phút mà. Các bạn cứ đảo đều cho cái phần tỏi nó thấm đều phần mấy con cua này. Sau khoảng thời gian khoảng 2-3 phút thì các bạn cho ra dĩa nha. Món ăn này tính ra nó cũng đơn giản dễ làm ha, không khó lắm. Trong quá trình các bạn xem video, nếu mà có bất kỳ câu hỏi nào các bạn cứ comment dưới video cho mình biết nha. Và nếu như các bạn có làm rồi thì các bạn cảm nhận như thế nào về món ăn này, các bạn cứ comment cho mình biết ý kiến của các bạn về món ăn này. Một món ăn chung là cũng khá dễ làm, đơn giản, thích hợp với những ngày mà chúng ta ngán cơm, mà chúng ta làm những món này chúng ta ăn, chúng ta nhậu cũng được. Khi trước khi nhậu xin thảo nè, đây nè. Đó, các bạn cho ra dĩa ha. Đây. Cái phần mài nó chín màu đỏ rất là đẹp. Đó, ta cho ra dĩa. Đây, mèm này rớt rồi.